Hello và xin chào tất cả các khán giả yêu quý của DNT Channel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bánh Marine Boy phiên bản vệ binh đại dương, nhưng với một cái phong cách mới chưa bao giờ mình nhìn thấy luôn. Đó chính là phiên bản hộp 2 gói siêu tiết kiệm ha. Thì trong cái phiên bản vệ binh đại dương thì lần trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Đây chúng ta có một cái câu slogan là truy tìm binh đoàn nhựa bảo vệ đại dương. Bạn nào mà đến thời điểm này vẫn chưa biết thì mình có thể giới thiệu qua một chút. Đó là mùa này chúng ta sẽ có tất cả là 48 thẻ bài với những cái em bên phản diện và bên chính diện. Bên chính diện thì chúng ta có Wally, rồi thì Saco hay là Dopey, những nhân vật rất là quen thuộc rồi. Đây các bạn thể nhìn thấy này. Còn những nhân vật phản diện thì có một vài cái nhân vật mới. Octo thì là nhân vật cũ này, chúng ta có Scully sắc nệm này, hay là Ellie mì lợ. Đó, có rất nhiều những nhân vật khác nữa. Bạn nào mà chưa biết thì có thể xem lại cái video mà mình mở ra được 100 thẻ Marine Boy ấy, trong những clip trước. Thì nói qua về cái hộp này thì đây, hộp này thì sẽ có 2 gói và đương nhiên là nó sẽ có 4 thẻ trong hộp luôn như thế này cho một người săn ha. Rất là tiết kiệm luôn. Mua một lúc sẽ được 4 thẻ và giá thì nó sẽ không cao hơn là mấy. Đó. Thì ngày hôm nay mình mua 3 hộp, 2 hộp xanh và một hộp đỏ. Mình tìm thì không thấy hộp màu nâu đâu. Ok, thì bây giờ thì cùng mở nhé. Chúng ta sẽ mở tại đây xem là 2 hộp như thế này. Ok, ở đây thì nó cũng có những cái rất quen thuộc giống như là cái hộp một gói. Những ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với sinh vật biển này, các vật dụng như dây thừng, lưới và dây cước từ các ngư cụ bị bỏ rơi, thất lạc hoặc sẽ bị bỏ lại trên biển. Chúng có thể quấn vào động vật biển, gây siết cổ hoặc là khiến chúng bị thương, khó di chuyển và tử vong. Thì mùa này Marine Boy có một cái mùa khá hay liên quan đến rác thải biển, sẽ gọi là kêu gọi chúng ta không nên vứt rác thải nhựa hay là những cái rác thải xuống biển này, đặc biệt là những cái rác thải khó tái chế nha. Rồi, thế thì 4 thẻ của chúng ta ngày hôm nay chúng ta có Dopey siêu thanh này, một thẻ nhân vật, súng băng đăng, cờ rốc háu ăn, đây cũng là một thẻ nhân vật, và Crappy ngang ngược. Chúng ta có 3 thẻ nhân vật à? À đâu, cờ rốc háu ăn đây là một cái dép các bạn ạ. Một cái thẻ vũ khí, 2 thẻ vũ khí và 2 thẻ nhân vật. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ có 2 gói Marine Boy này. Tiếp theo ha. Đây, tiếp tục sẽ là một cái rác thải mà chúng ta cũng hay vứt xuống, đó chính là những cái vỏ chai nhựa. Ốc mượn hồn là bậc thầy trong việc chuyển từ vỏ này sang vỏ khác để tìm được nơi ở tốt nhất. Chúng nhầm tưởng các vỏ chai nhựa là vỏ để rồi không thể trèo ra được khỏi vỏ trơn trượt, sau đó sẽ bị mắc kẹt và chết trong đó. Đó, lần trước là một cái ngư cụ, còn lần này là một cái vỏ chai nhựa ha. Đây chúng ta cũng sẽ có 2 gói bánh và bên trong này chúng ta có Wally bất bại, kính ngưỡng hạm chiến này, Ellie lì lợm và phi tiêu vỏ non. Những cái thẻ cũng rất là quen thuộc rồi, mình chưa thấy cái thẻ nào mới xuất hiện hết ạ. Và đây sẽ là hộp cuối cùng ha. Vẫn là cái câu chuyện về ốc mượn hồn và vỏ chai nhựa. Ok, cái này thì cũng đã bị trùng với cái hộp kia rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt những cái thẻ này ra và review cho các bạn xem ha, những bạn nào mà chưa biết đến mùa mới của Marine Boy. Ok, let's go. Ok, và như vậy là mình đã cắt xong 12 cái thẻ của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ review chi tiết cho bạn xem ha. Thực ra thì mấy cái này mình nghĩ là các bạn nào mà là fan của Marine Boy thì chắc là cũng đã quá quen thuộc rồi. Với cái mùa năm nay thì cũng đã diễn ra được mấy tháng trước rồi. Đầu tiên chúng ta có Dopey siêu thanh, vũ khí là bom thần vũ và kình ngư hạm chiến. Công là 495, thủ là 505. Khi Dopey cầm bom thần vũ, một trận mưa bom sẽ sao vào đầu đối thủ. Tiếp theo là Wally bất bại, vũ khí đại lưới ngư nôi và kình ngư hạm chiến, công 500, thủ 500. Khi đại lưới ngư nôi vào tay, không có gì có thể thoát khỏi vòng vây của Wally. Tiếp theo là một nhân vật phản diện, Crappy ngang ngược, công 180, thủ 380, thủ rất cao bởi vì là em này em ấy rất là cứng. Vũ khí là phi tiêu vỏ non và xe rùa tẩu thoát. Crappy khi có xe rùa tẩu thoát sẽ trở nên siêu tốc khôn lường. Tiếp theo chúng ta có Ellie mì lợn, đây là một con lươn điện thì vậy. Súng bắn pin và xe đồ tẩu thoát là vũ khí của em nó, công 430, thủ 330. Ellie khi có súng bắn pin trong tay sẽ trở thành một tay đồ sát. Tiếp theo chúng ta có súng băng đăng, công 220 thủ 200, trang bị cho Penny sẽ tăng 15 điểm công. Crop áo ăn, đây là một cái dép các bạn ạ. Công 280 và thủ 280, trang bị cho Croco sẽ tăng 20 điểm công. Phi tiêu vỏ non, đây là những cái phi tiêu vỏ non ngày xưa mình cũng hay nghịch này, làm từ những cái vỏ Coca, Pepsi gì đó. Công 300 thủ 280, trang bị cho Dumbi sẽ tăng 20 điểm công. Tiếp theo chúng ta có kình ngư hạm chiến, công 270 thủ 220, trang bị cho Saco sẽ tăng 30 điểm thủ. Và đây là những cái tấm cuối cùng rồi. Thế thì ngày hôm nay mình cũng giới thiệu qua với các bạn một cái phiên bản mới, phiên bản 2 gói của Marine Boy. Với 2 gói này thì các bạn sẽ có thể có tới 4 thẻ trong một cái hộp như vậy. Và cái tỷ lệ chúng ta ra được những cái thẻ nó sẽ nhiều hơn. Ở đây thì mình chưa thấy có những cái thẻ nào mới xuất hiện cả. Không biết là như thế nào. Còn các bạn nào mà đã săn được 48 thẻ full của Marine Boy mùa mới, mùa vệ binh đại dương này thì có thể để lại dưới phần comment ha. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh của cho DNT Channel, và chúng ta sẽ chờ đợi vào những video tiếp theo ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.